Hello, xin chào bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một cái chiếc máy ảnh Sony Alpha A3000. Phải nói lên một cái chiếc máy ảnh thực sự là quá rẻ, rất rẻ. Nó ở cái mức giá là chỉ hơn 2 triệu một chút thôi. Thì các bạn đã có một cái chiếc máy ảnh là có thể quay phim Full HD. Đây ạ, cái nút quay phim ở đây. Và nó có một cái cảm biến là APS-C. Số crop của cái cảm biến này là 1.5 và độ phân giải của cái cảm biến này là 20 MP các bạn nhé. Và sẽ giúp cho các bạn có thể ra được những cái bức ảnh khá là tốt với cái máy ảnh Sony Alpha A3000 này. Vì sao nó lại có cái mức giá rẻ như vậy? Thì các bạn có thể nhìn thấy thì đây là một cái ống kính đi theo cái máy ảnh này. Là một cái ống kính 35mm f1.8. Đây là một cái ống kính MF đây các bạn ạ. Nó khác hoàn toàn so với ống kính kit. Nếu trong trường hợp các bạn đang cần mua một cái máy ảnh mà giá rất là rẻ cũng như là có thể chụp chân dung xóa phông thì chúng ta có thể tham khảo cái máy ảnh này. Nó chỉ có một cái mức giá là dưới 3 triệu mà thôi các bạn ạ, cũng khá là ok luôn. Cái ống kính này thì là một cái ống kính MF, vì vậy mà khi mà chúng ta chụp thì chúng ta cần phải chỉnh tay hoàn toàn cơ. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải xoay vòng lấy nét ở trên này. Nó sẽ hơi cực một chút so với các bạn mới chơi, nhưng tuy nhiên nó sẽ giúp cho các bạn làm quen với cái máy ảnh càng ngày càng dễ dàng hơn và dễ chụp lên tay hơn. Và với một cái ống kính 35mm có một cái khẩu độ 1.8 thì sẽ giúp cho bạn có thể chụp chân dung xóa phông khá là tốt luôn. Đặc biệt là đối với các bạn nào mà học sinh sinh viên mà chúng ta muốn đi tán gái chẳng hạn ấy, thì với một cái chiếc máy ảnh nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 2 triệu như này thì chúng ta vẫn có thể rủ các bạn nữ đi gọi là bãi đá sông Hồng để chúng ta chụp ảnh, hoặc là hoa hòe hoa sói kiểu các thứ, chúng ta có thể tán gái xong chúng ta bán đi nó cũng không lỗ. Đây là mình phải nói thẳng với các bạn là như thế. Cái chiếc máy này thực sự là quá rẻ luôn các bạn ạ. Sony Alpha A3000 thì mình đã giới thiệu cho các bạn ở một số những cái video lần trước, thì đây là một cái chiếc máy ảnh mà mình nghĩ là ở trong cái mức giá này thì thực sự là nó rất là ok, tại vì nó vẫn có thể quay phim được Full HD ở 50 khung hình một giây các bạn nhé. Cũng như là cái chiếc máy ảnh này, nếu trong trường hợp mà các bạn có kinh tế hơn thì chúng ta có thể mua thêm một cái ống kit, nó chỉ rơi tầm hơn 1 triệu một chút thôi, là sau này chúng ta có thể là sử dụng một cái ống chuyên chụp phong cảnh và một cái ống MF này chuyên chụp chân dung, rất là tiện luôn đúng không ạ? Cộng thêm hơn 1 triệu nữa thì mức giá của nó cũng chưa đến 4 triệu cơ. Chiếc máy này thì sẽ bao gồm đầy đủ phụ kiện là máy pin sạc thẻ. Do vậy sẽ giúp cho các bạn là mua về là chúng ta có thể chụp được ngay. Thì sau cái đoạn video này mình sẽ gửi cho các bạn một số những hình ảnh chụp từ cái chiếc máy ảnh Sony Alpha A3000 này để cho các bạn tham khảo. Mình đã set sẵn ở trong menu cái kiểu hỗ trợ lấy nét bằng tay cho các bạn. Do vậy các bạn mới chơi cũng rất dễ có thể sử dụng. Và đặc biệt là cái chiếc máy này vẫn có một cái ống ngắm EVF ở đây. Với một cái ống ngắm EVF như thế này thì rõ ràng là chúng ta có thể là ngắm ở trong cái ống này trong điều kiện trời nắng khá là tốt luôn. Các bạn cũng cần phải lưu ý là đây là một cái chiếc máy ảnh nó khá rẻ rồi, vì vậy mà chúng ta không thể đòi hỏi cao về cái kiểu như là chúng ta phải cần wifi hay là màn hình chúng ta phải hiển thị sắc nét gì cả. Quan trọng là cái máy ảnh này nó có một cái độ phân giải là 20 MP. Khi mà chúng ta chụp rồi chúng ta cho vào máy tính thì bức ảnh của nó sẽ rất là tốt luôn. Đây các bạn nhìn này, đấy nó 20.1 MP cảm biến ạ, EX mode, và cái hệ số của cái cảm biến là APS-C. Thực ra là trên thị trường nếu các bạn mua một cái chiếc máy ảnh hơn 2 triệu, chúng ta chỉ mua được những cái chiếc máy ảnh như 40D của Canon chẳng hạn, kèm một cái ống kit khá là rẻ. Nhưng cái 40D đấy thì nếu mà so sánh với chiếc máy ảnh này thì mình nghĩ là nó không thể là bằng được. Nếu mà so sánh body thì 40D đã ra rồi cách đây rất là lâu và nó cũng không thể quay phim được. Cái cảm biến của nó hình như là chỉ có chụp được 10 MP thôi. Thì trong khi đấy cái chiếc này thì công nghệ nó mới hơn, 20 MP và vẫn có thể quay phim được. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn nào mà có ý định mua một cái chiếc máy ảnh để quay phim được thì rõ ràng Sony Alpha A3000 sẽ là một cái sự lựa chọn khá là ok đấy. Và chúng ta chỉ cần thêm mua thêm một cái kit nữa thôi là chúng ta có thể sử dụng để quay phim thoải mái và làm vlog thoải mái rồi. Và cái chiếc máy này có một cái báng cầm khá là lớn. Các bạn nhìn này, đấy nó có một cái cảm giác cầm nắm khá là ok luôn. Đấy, cũng không đến nỗi kém đúng không ạ? Và bên mình vẫn bảo hành cho các bạn cái sản phẩm này là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu mà sản phẩm có lỗi thì bên mình sẽ hỗ trợ là khắc phục 100% chi phí cho các bạn nhé. Đấy, thì các bạn cũng có thể cân nhắc và liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi ở trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào cái trang web là dmac98.com vào cái mục là máy ảnh cũ, thì bên mình sẽ cung cấp một số những cái máy ảnh cũ khác trong trường hợp là cái chiếc máy này đã bán rồi để cho các bạn tham khảo thêm. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé để thường xuyên xem về những video mới nhất khi mình trên tay những cái chiếc máy khác. Bây giờ thì mình sẽ mang cái máy ảnh này đi chụp một số những cái bức ảnh cho các bạn xem nhé.